thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải nói về tình trạng khản tiếng thì đôi khi người ta chỉ bị một hai ngày thôi, sau đó người ta đỡ ngay. Nhưng mà nếu như rơi vào tình trạng khản tiếng mãn tính thì chúng ta nên hiểu về vấn đề này như thế nào và cái việc tình trạng khản tiếng mãn tính thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh ạ? cảm ơn biên tập Minh. Chúng ta biết rằng là cái khản tiếng hay là viêm thanh quản thì cũng có thể những tình trạng cấp tính và có thể tình trạng mãn tính. Nếu là trong trường hợp mà những trường hợp viêm thanh quản cấp tính thì có mang tính chất tạm thời thôi và chúng ta cải thiện sau khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc là sau đó thì nó hoàn toàn hồi phục lại. Ví dụ như nguyên nhân do virus chẳng hạn hoặc cảm lạnh chẳng hạn hoặc là ví dụ như là bên từ bên của Minh vừa đề cập tới ví dụ như là do nhất thời người ta có thể đi cổ vũ bóng đá hoặc là ví dụ như trong một cuộc vui nào đó mà người ta sử dụng giọng nói quá nhiều nhiều thì có thể mất tiếng mà mang tính chất tạm thời nhưng mà trong cái trường hợp mà viêm thanh quản mãn tính hay là cái tình trạng mà khàn tiếng mất tiếng mà mãn tính ấy, thì chúng ta biết rằng cái viêm thanh quản kéo dài hơn 3 tuần thì được gọi là viêm thanh quản mãn tính. Đây là cái vẹo, loại viêm thanh thanh quản thường uh, theo cái bởi tình trạng kích thích và có thể gây tình trạng uh, gây ra căng dây thanh và chúng ta thấy rằng là cái tình trạng của nó có thể do những kích thích như là hóa chất rồi là các hít phải các cái chất kích thích hoặc là dị ứng hoặc là trào ngược hoặc là viêm xoang. Đây là cái bệnh lý mãn tính mà chúng ta không tầm soát những bệnh lý trước đó được một cách tốt. Ví dụ như viêm xoang thì các cái dịch của viêm xoang đó có thể chảy xuống thành sau của họng và gây tình trạng khàn tiếng hoặc những tình trạng trào ngược dạ dày chẳng hạn thì cũng có thể cái tình trạng này hoặc là bạc, bình thường là những cái người mà ví dụ như lạm dụng đồ uống có cồn chúng ta biết rằng là có những người chỉ có một cuộc vui người ta có thể uống một chút những cái đồ uống có cồn như rượu chẳng hạn nhưng có những người thì ở những tình trạng hoàn toàn khác ví dụ như là nghiện mà thậm chí có những người nghiện tới mức mà người ta phải đi cho đi trại cai nghiện uh, nghiện rượu chẳng hạn thì đấy người ta sử dụng đồ uống có cồn quá nhiều hoặc là ở những người mà À, sử dụng giọng nói, à, ví dụ như người giọng nói thì người ta chỉ sử dụng mà ví dụ như là một cái lúc nào đó hát hoặc là ví dụ như là người ta sử dụng nhất thời trong một cái cổ vũ bóng đá hoặc là cái gì cái buổi nào đó nhất thời thôi. nhưng có những người phải sử dụng thường xuyên. tôi có thể nói ví dụ như mc quốc minh chẳng hạn có thể dẫn chương trình ở đây nhưng lại còn là dẫn nhiều các chương trình ở khác đó. cái thời gian mà anh sử dụng giọng nói liên tục chẳng hạn hoặc là ngày hôm trước anh lại có thể là ví dụ như là ví dụ như là cổ vũ bóng đá hoặc là có những cái cuộc vui mà người ta sử dụng giọng nói mà cái cười nói hoặc chúng ta nói sử dụng quá nhiều thì đó cũng làm cái yếu tố mà gây tình trạng mà có thể gây tình trạng từ những cấp tính mà chúng ta không thể tổ, không điều trị mà không dứt điểm được mà có thể trở thành mãn tính theo thời gian kéo dài trên 3 tuần. Ngoài ra thì chúng ta có thể nói là ở những người có những cái thói quen ví dụ như là hút thuốc lá chẳng hạn hoặc là ví dụ như cái tình trạng mà viêm họng mà tất cả những tình trạng viêm nhiễm ở họng hầu mà chúng ta lại điều trị nó không triệt để thì tất cả những cái yếu tố này cũng có thể làm cái tình trạng viêm họng trở thành mãn tính. Música